chém chém này, 1 2 này, đấy, lái giật nội tại này, này đây đây, quật chim hai, chém, ui đồng quá thì nó bị xịt tỏn sát thương anh em, nó bị giảm sát thương nha, lưu ý như vậy nha anh em. Nếu mà Murat nó chém mà đồng quá thì nó đây mày hả Yuka Kun chạy đi đâu ha bạn ơi, hại 4 mạng nha, nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của anh em làm về vị tướng Murat, hôm nay mình chơi vị tướng Murat và chia sẻ cái build đồ mang ngọc phù hiệu cho anh em xem nhé. Anh Yuka chó nó vô trong rừng nó cướp anh em ạ. Mày cướp thì mày phải trả giá bằng cái mọn của mày nha. Đấy, anh em thấy không? Cướp bóc là một cái hành vi mà nó dẫn đến những cái sự mất mạng mà đáng tiếc anh em ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì có những pha mình phải vô mình ganh như vậy thì nó mới chết được, chứ không là nó gây khó khăn cho rừng của mình. Thì anh em muốn chơi tốt Murat á thì anh em phải biết được cái nội tại của Murat. Khi mà Murat mà nó chém 4 cái thì nó sẽ mở khóa được cái chiêu cuối. Thì anh em trong cái mùa này nó được, những cái mùa mà trước kia thì Murat nó được cái cập nhật đó là khi mà anh em lướt cái chiêu 1 á thì nó sẽ tích được hai cái nội tại. Và cái cách chơi Murat á thì nó cũng rất là đơn giản anh em. Thì nó mình muốn mà đánh nhanh á thì anh em chỉ cần là lên nha giảm 40% hồi chiêu. Thì cái build đồ của mình á thì mình để dưới màn hình á thì nó sẽ là giảm 40% hồi chiêu cho anh em rồi nha. Đấy, rồi cái bảng ngọc á thì mình cũng có để ở cái phần mô tả của video hoặc là cái phần bình luận của video. Thì anh em theo cái đó mà lên thì anh em sẽ rất là trực quan. Tuy nhiên á thì cái cách chơi Murat thì đôi khi là anh em là chưa biết. Này thì trong cái clip này mình sẽ nói rõ cái cách chơi Murat mà anh em chỉ cần lái nội tại và bay vào và chém cấu máu tướng địch, và nó nhiều thằng là nó chỉ cần ăn một cái ulti của Murat là nó bật ngửa ra nó chết ngay tại chỗ. Thì đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi hiệu quả nhất đối với vị tướng Murat này nha. Thì trong cái mùa này á thì Murat anh em đi rừng đi đường cũng rất là sướng nha. Đi đường thì đi đường tốt, ui dù anh em thấy không? Mình đang liên thiên thì thằng Yuka Kun trên kia là nó đã lên nó tiêu diệt được team mình 2-3 bạn em đó rồi. Này thằng này di chuyển rất là tốt. Thôi bây giờ mình cũng qua mình kiếm xí chứ gì. Đấy, thì thằng nào cần chết thì mình qua mình cho nó đi chậu diêm vương luôn anh em. Ui. Pha này thì mình bị vị tướng Anate của team bạn ulti vang vang ra mắt anh em ạ. Mình không có tiêu diệt được cái vị tướng mà manga của tiền bạc. Ui mình rút bóng nha anh em, pha này thì mình phải rút bóng thôi. Thì Murat này thì anh em chơi cũng rất là dễ bởi vì cái chiều cuối của nó được update là update là khi mà cái chiêu một cái nội tại của nó được update, có nghĩa là khi mà anh em lướt được 2 lần chiêu một có thể nó đã tích hai nội tại rồi. Anh em muốn chơi tốt của nó thì anh em chỉ cần lấy 2 nội tại từ quái rừng thôi. Thì lấy 2 nội tại từ quái rừng nó có 2 cách chơi, một là lấy nội tại từ chiêu một, thứ hai là lấy nội tại từ quái rừng, mà chỉ cần lấy 2 nội tại thôi rồi anh em bay ra anh em chém là được rồi. Và cái build đồ thì anh em phải giảm 40% hồi chiêu nha. Rồi đầu tiên thì đây mình có 3 nội tại nè, mình lướt ra là mình đã hậu chiêu cuối rồi nè, nó mình chém luôn cái ui. Thì vị tướng Nagrod của team bạn đang lâm le vô cướp cây con tờ thằng si giáo. Ui team bạn đông như vậy, ui chạy anh em ạ. Dùng chiêu 2 ấy, dùng chiêu 2 để mình chạy nha anh em. Thì chiêu 2 nó sẽ né được một cái, khi mà anh em dùng đúng lúc á thì nó sẽ né được một cái chiêu thức hay là một cái phát bán nào của team bạn hoặc là cái trụ nha anh em. Thì cái chiêu 2 này nó vô ảnh vực này á thì nó sẽ né được cái chiêu thức của một vị tướng nào đó, nhưng mà anh em phải dùng đúng lúc kìa, chứ nó mà không đúng lúc thì nó cũng không né được đâu nha anh em. Rồi thì cái cách chơi Murat này như thế này, khi mà anh em đủ giảm đủ 40% hồi chiêu rồi nha thì anh em giật chiêu 1-2 lần thật là nhanh. Giật chiêu 1-3 lần thật là nhanh nha. Giật chiêu 1-3 lần thật nhanh thì anh em sẽ có được 2 cái nội tại. Là sau đó khi mà anh em hồi lại cái chiêu 1 là anh em lướt đi là anh em có thêm 1 nội tại nữa, là 3 nội tại. Anh em lướt thêm 1 lần nữa là đã có 4 nội tại, để có đủ nội tại đó anh em thấy không? Là có đủ 4 nội tại. Đó là cái cách chơi Murat không cần lấy nội tại từ quái rừng. Rồi cái cách thứ hai lấy nội tại từ quái rừng thì anh em chỉ cần lấy nội tại ở 2 lần thôi, chém 2 lần chém rồi anh em có 2 nội tại. 2 nội tại anh em lướt thêm 2 lần lướt nữa là 4 nội tại rồi anh em chém thôi. Là mình anh em nhìn clip nha. 1 2 này, lướt giật chiêu 2 chém ulti. Đấy anh em thấy không? Rồi giật bóng về. Rồi chém đợi hậu chiêu cuối nha anh em.
lưu ý là phải nhớ nhìn cái chiêu cuối của mình đã hồi hay chưa nha, chứ nó đang trong cái thời gian hồi chiêu mà anh em lên anh em chém là nó không có đâu. Đấy, lưu ý là anh em phải nhìn cái chiêu cuối nó còn bao nhiêu giây để nó hồi, nếu mà nó đã hồi rồi thì anh em lấy nội tại vào anh em chém. Anh gấu chó đó rất là tốt anh em, nhìn nó di chuyển rất là hay. Đấy, nó chơi nói chung là nó biết nó chơi không lại mình nên là nó cứ di chuyển lên trên kia mà nó chơi mấy anh kia, nhưng mà không sao. Đấy, nó đi như vậy thì nó sẽ bỏ cái bề lính lại cho mình farm. Làm gì vậy, chạy thôi anh em ạ. Đấy, chiêu cuối mình nó chưa hồi nha anh em. Rồi mình sẽ lấy nội tại từ cái con thằng làng này. Đấy, 2, 3 này. Đấy, con tay luôn, đấy. Rồi về cái bản ngọc của vị tướng Murat này á, thì anh em sẽ lên như sau nè. Đầu tiên về cái ngọc đỏ thì anh em sẽ lên ngọc công vật lý và xuyên giáp cho mình. Về ngọc tím á, thì anh em sẽ lên 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên hút máu nha, để anh em hút máu. Rồi ngọc lục thì anh em tiếp tục là gắn ngọc công vật lý và xuyên giáp cho mình. Đấy, mình sẽ lấy nội tại luôn nè. Này em giật bóng về nè, làm gì mình á. Đấy mà anh em chờ một tí nha, coi mình biểu diễn cho anh em xem nè. Đây, mình sẽ giật ba lần thật là nhanh để mình lấy nội tại. Nhưng mà không sao, không được rồi. Pha này thì thằng gấu chó nó chạy lên trên đây, nó quýnh cái vị tướng. Ê, giật bóng về có gì đâu càng. Đấy, anh em thấy không, chỉ cần một anh em đặt bóng anh em lưu ý nha. Ui cái gì vậy, anh em lưu ý đặt bóng nhớ anh em đặt như sau đó cho nó chuẩn, nó giáo giáo một xí nha, đừng có đặt gần tim bạn quá nó thấy cái bóng mà nó khi mình giật về là nó bắt mình ấy, gọi là bắt bóng của Murat. Rồi hai nội tại này, ba nội tại này, đấy bay vào chém này, giật bóng về nè. Đấy anh em thấy không, anh em lưu ý là cái chiêu hai của mình nó có thể là mình né được cái sát thương của cái trụ nha. Đó, mình vừa rồi là mình lấy né được cái sát thương của trụ nè, lướt lướt nè, chém ulti nè. Đấy anh em thấy không, cấu máu rất là mạnh. Cứ mình chém hai cái như thế này rồi á là mình sẽ bay vào mình chém ulti thôi. Đấy, giật bóng chém ulti đấy, có thằng chết đây này. Ui ui ui, tí nữa là bay màu rồi anh em. Đấy, pha đó là mình đã chém chết vị tướng Yuka của team bạn rồi anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy nội tại chỗ đây nha. 1 2 nè. Rồi, lướt đây có thêm một tại, lướt thêm một cái nữa là chém ulti rồi giật bóng về này. Nó anh em thấy không? Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi anh em. Đấy, tiếp tục là thêm một lần nữa nha. Đấy, ba nội tại rồi nè, lướt vô này, chém nè. Ui, không chết anh em ạ. Pha đấy mình chém không tới cái phát cuối, chứ nếu mà phát cuối mà trúng nữa là chết luôn vì tướng kia rồi. Bạn ấy đã dùng chiêu đó, bạn ấy chạy rồi anh em ạ. Đấy thì vị tướng Murat này á, thì khi mà anh em lên full đồ rồi á, là nó cũng rất là mạnh nha anh em. Ui, ba mạng được kìa. Đấy anh em thấy không, chỉ cần lướt vào quốc chiêu hai là nó đã chết rồi, cần gì cho nhiều. Đấy, không cần nhiều đâu anh em ạ. Này chém này, một này, hai này, này này, ba này. Đây pha này mình lướt vô mình chém một tim giật bóng về nha anh em. Đấy như thế thôi, nhẹ nhàng. Đấy pha này thì mình đang kiếm cái thế nha anh em, kiếm cái thế để mình bay vào. Một cách nữa là anh em lái nội tại không cần quay rừng, có nghĩa là anh em giật cái chiêu khi mà đủ 40% nha. Lưu ý là khi mà đủ 40% thì anh em mới lái ra được, có nghĩa là anh em giật cái chiêu một thật là nhanh 3 lần thì nó sẽ trở về vị trí cũ và nó có hai cái nội tại cho anh em. Sau đó là anh em chờ hồi chiêu một, khi có hồi chiêu một rồi là anh em lướt thêm một lần nữa là nó đã có 3 nội tại rồi, lướt thêm một lần nữa là nó có 4 nội tại và anh em lúc đó là anh em đã chém được ulti rồi nha. Thì hiện tại là mình để từ từ mình sẽ thị phạm cho anh em xem nè. Mình đang từ từ pha này thì mình ăn cái con bùa đỏ này cái đó. Đấy, từ từ có cái thế nào đó là khi mà anh em thấy mà tên bạn á, mày hả Yuka cuốn, anh Yuka cuốn chạy đi đâu anh ơi, chạy đi đâu anh ơi. Đấy, chém ulti này, cấu máu này, đấy giật bóng về pha này nha, hai chém này. Đấy, chạy đi đâu các cậu bạn xương được, cậu bạn xương được. Pha này nếu như mà anh Yuka cuốn anh chạy thêm một đoạn nữa là anh xuống gặp mình rồi anh em ạ. Và đó mình đặt cái bóng ở trong cái rừng của nó mà giật cái bóng về thì mình lại lợi thế hơn nó một đoạn nữa rồi. Lại thì trên kia thì vị tướng Manga của team bạn đó cũng đã chấm dứt vị tướng Quy Lan của team mình nha anh em. Đấy, anh em thấy Murat Chí Tôn thần kiếm này quýnh đẹp không nè. Đấy, lâu lâu là phi trên kia kiếm rồi bay ví 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 chém giật con ti này. Đấy anh em thấy không, chỉ cần vô cáo máu không giật con ti về chả có thằng nào làm gì được mình. Đấy, mình thường là sẽ
ăn cái con quái này luôn anh em ạ. Nói mình giật ba lần ngày nhanh này nó anh em thấy không. Rồi bây giờ là mình đã có ba nội tạng này nọ, thêm một nội tạng đó là 4 này, đủ rồi đấy. Bay vào chém multi rồi giật bóng về thôi anh em. Nãy rất là dễ. Mình tiếp tục là mình thi phẩm cho anh em xem nha. Nãy giật thật là nhanh 3 lần. Nãy nó trở về vị trí cũ. Rồi, đây, 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 đây. Chém, chém, chém. Ui, cây tên nha. Và đó không giết được vị tướng Thanos của team bạn, bởi vì vị tướng Joker của team mình cũng đã bán cái chiều hại ăn mất rồi anh em ạ. Đây, 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 chém, 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 giật bóng về nè này. Anh em cứ có những cái con quái nhỏ gần thì anh em lấy nội tại nó nhanh hơn nha. Đấy. Nếu mà không có những quái nhỏ thì anh em sẽ áp dụng cái chiêu đó là giật ba lần thật nhanh chiêu 1, là sau đó là chờ chờ chiêu 1 nó hồi. Chờ chiêu 1 nó hồi xong là anh em vào anh em chém thôi. Rồi bây giờ mình tiếp tục là mình chơi cái trò chém chém này, 1 2 này. Đấy, lấy giật nội tại này này này. Này. Đây, đây, quật chim hai, chém, 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 chém. Ui, đồng quá thì nó bị tổn sát thương anh em, nó bị giảm sát thương nha. Lưu ý như vậy nha anh em. Nếu mà Murat nó chém đồng quá thì nó... Đây, mày hả, Yuka-kun. Chạy đi đâu hả bạn ơi. Hãy bốn mạng nha. Anh em cứ chơi cái trò này rất là vui nha anh em. Anh cứ lái nội tại từ những quái nhỏ này xong là... vô cái này... Ai, có cái... Đấy, pha này là có một viên đạn của cái trụ nó bắn mình nha anh em. À, mình dùng chiêu 2 để mình né. À, thôi biến về, pha này thì mình biến về thôi nè. À, thì biến về thôi chứ team bạn nó cũng thủ hết bảy lính rồi. Và mình cũng còn rất là ít máu. Đấy, ăn được 4 mạng rồi đó anh em. Thì cái build đồ thì mình đã full giảm 40% hồi chiêu rồi nha anh em. À, khi mà giảm 40% hồi chiêu rồi thì anh em giật 3 lần chiêu 1 thật là nhanh thì nó trở về vị trí cũ á, thì anh em đã có 2 nội tại rồi. Sau đó là anh em sẽ lướt lên chờ hồi chiêu 1, anh em lướt lên 2 lần nữa là đủ 4 nội tại và anh em lúc đó anh em đã chém được chiêu cuối rồi. Bây giờ mình đã 3 nội tại này đấy, anh em thấy không? Đấy, cứ nhìn cái cách chơi của mình là anh em biết trước nha. Anh em cứ thấy như vậy là anh em biết trước thôi. Có những chuyện đó cũng rất là dễ mà. Chuyện gì, chuyện mà anh em xem clip thì anh em biết trước là chính mà. Chứ ai đâu mà nếu biết chơi rồi mà ai đâu thèm xem clip nữa. À mà cũng có khi là anh em nghe mình bình luận hay quá anh em xem clip. Ui ui ui. Đây anh em thấy không? Chỉ cần cấu máu và giật bóng về thôi. Nè giật ba lần thật nhanh nè. Đó là có 2 nội tại xong này nha. Rồi bây giờ lướt một cái là nó có thêm một nội tại này. Lướt thêm chém thêm cái này nữa là truyền thiết ngay đó anh em thấy không? Chỉ cần lấy nội tại như vậy thôi nha anh em. À, giật ba lần thật là nhanh. Sau đó là lướt thêm hai lần nữa là có 2 nội tại, thêm tiếp nữa là lướt thêm 2 lần nữa là 4 nội tại chứ. Rồi lúc đó là anh em sẽ chém multi thôi. Đấy, 5 mạng ngay. Rồi pha này là có tiếp tục là có nội tại rồi nè. Lướt thêm một lần nữa nè, chém chết thằng này trong trụ luôn. Ui! Không chết anh em ạ. Rồi chắc có lẽ là văn game nó win từ đây rồi anh em. À, team bạn không còn ai để mà thủ trụ nữa rồi. Mà mình vô mình đập luôn cái nhà cho rồi. Ê thằng gì đây? Ui chém bóng về anh em ạ. Thôi còn tí máu. Pha này thì mình còn rất là ít máu nhưng mà mình cố gắng mình chơi cái trò cù nhai mà không được rồi anh em. À team bạn nó team mình nó đập bể cái nhà của team bạn rồi. Thôi thì chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chơi vịt tiếng nào anh em cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.